Xin chào các bạn. Trong video hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái lợi ích quý giá của quả chanh mà bạn không thể bỏ qua được. Chúng ta biết rằng là chanh là một loại trái cây nhiệt đới giàu dinh dưỡng, là cái nguồn chất chống oxy hóa phong phú và nhiều các loại vitamin có lợi cho cơ thể. Vậy thì chanh nó có những cái lợi ích gì? Sau đây thì xin mời các anh chị chúng ta cùng tìm hiểu về những cái lợi ích tuyệt vời từ quả chanh mà chúng ta không thể bỏ qua được. Thứ nhất là giảm chứng khó tiêu và táo bón. Chanh là một loại quả có khả năng kháng khuẩn tuyệt vời. Tính kháng khuẩn của quả chanh có thể đánh bại vi khuẩn có hại và cho phép vi khuẩn có lợi phát triển mạnh trong cơ thể. Chính điều này giúp làm giảm chứng khó tiêu và táo bón. Việc nhâm nhi một ly nước chanh sẽ kích thích các nhu động ruột cũng như sản sinh nước bọt và axit dạ dày, giúp việc tiêu hóa trở nên dễ dàng hơn. Thứ hai là tiêu diệt ký sinh trùng. Nếu từng bị ký sinh trùng và các loại giun đường ruột ghé thăm thì chắc bạn cũng biết rằng việc thoát khỏi chúng khó khăn đến mức nào. Cách duy nhất để loại bỏ chúng một lần và mãi mãi đó là tạo ra một cái môi trường mà vi khuẩn không thể tồn tại được. Ký sinh trùng ưa sống ở cái môi trường axit, vì vậy mà cách tốt nhất để tiêu diệt chúng là tạo ra cái môi trường kiềm trong hệ thống tiêu hóa. Việc ăn một quả chanh hoặc uống nước chanh là một trong những cách nhanh nhất để tạo ra cái môi trường kiềm trong dạ dày và tiêu diệt ký sinh trùng. Và cái tác dụng thứ ba đó là cải thiện tình trạng răng miệng. Cho dù bạn bị hôi miệng hay là loét miệng, chanh có thể làm giảm một loạt các cái vấn đề về sức khỏe răng miệng. Nếu bị đau răng, hãy ngậm nước ép chanh tươi ở khu vực đó để có thể loại bỏ cơn đau. Còn nếu bị chảy máu nướu không ngừng, hãy dùng nước cốt chanh tươi massage vào nướu để ngăn máu và vi khuẩn gây viêm nướu. Và thứ tư là giảm cân nhanh hơn. Nếu đang trong cái thời gian thực hiện chế độ ăn kiêng thì chanh có thể trở thành chiến hữu tốt nhất dành cho bạn. Và một số diễn viên nổi tiếng Hollywood cho biết là trong quá trình giảm cân sẽ có nhiều cách để giảm cân nhanh với chanh, như pectin, một loại chất xơ hòa tan được tìm thấy trong chanh có thể giúp bạn cảm thấy no và ăn ít hơn. Uống một ly nước nóng với nửa quả chanh vắt vào trước bữa ăn là một cách tuyệt vời để ngăn chặn việc ăn quá nhiều. Pectin cũng làm chậm cái tốc độ hấp thụ glucose hoặc đường trong cơ thể, do đó ngăn ngừa sự tăng lên đột biến của cái lượng đường trong máu, một cái tình trạng thường hay xảy ra ở những cái bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường tiếp 2. Và sau đây là một số các cái món ăn, bài thuốc có chanh mà chúng ta nên biết. Thứ nhất là nước chanh. Thì chúng ta làm là chúng ta sẽ là vắt lấy nước, thêm nước sôi nguội, có thể thêm đường hay là muối vừa đủ, chống nắng, chống nóng, giải khát. Món tiếp theo là chanh ướp muối đường. Chanh tươi bóc bỏ vỏ, bỏ hột, dầm nát, thêm chút muối hoặc là đường tùy ý, ngậm ít một, dùng cho các cái trường hợp là lợm giọng, buồn nôn, nôn ói, nóng rát, vùng thượng vị. Còn đối với chanh ướp muối thì chanh chúng ta có thể bóc vỏ, bỏ hột, ướp muối khoảng 12 tiếng, ăn hay là ngậm tùy ý, dùng cho trường hợp là sốt nóng, viêm họng, viêm thanh phế quản, đờm đặc, khò han, khản giọng. Và đối với món gà ướp chanh quay thì gà một con, chanh một quả, đường trắng một thìa, dầu vừng một thìa, muối ăn vừa đủ, gà làm sạch, chặt miếng, chanh vắt lấy nước, bỏ hạt cùng đường, dầu và muối để ướp thịt gà trong 20 phút, cho lên chảo đun to lửa cho chín tái, sau đun nhỏ lửa cho chín nục. Dùng cho trường hợp ho khan do viêm khí quản, phế quản, ăn kém, đầy bụng, chậm tiêu. Lưu ý là đối với người bị loét dạ dày, tá tràng chưa ổn định thì không dùng. Quý vị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là những cái lợi ích quý giá của quả chanh mà chúng ta không thể bỏ qua. Và cũng rất mong rằng với những cái thông tin này sẽ cung cấp cho quý vị được thật nhiều những kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Cuối cùng, xin chúc quý anh chị có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.